Sao? Hoàng cung có Thái tử hoàng đâu có tùy tiện cho chúng ta ra vào. Vậy tính làm sao? Thoại nói chuyện với hai quân gia kia, tìm cách lên trên chào hỏi bọn chúng đi. Quay. Còn nữa, nếu không nói cho nhà ngươi biết phải làm thế nào, thì nhà ngươi phải ổn định bọn chúng lại, để ta lén lén vào phía sau. Tôi hiểu rồi, để tôi qua bển chào hỏi bọn chúng. Ê, đi đi. Mãn đầu này làm cho người ta tức chết, nó nhìn thấy là thấy ghét rồi. Cho đi để đó cho tôi. Bây giờ hóa ra tôi đã làm mãn đầu. Mãn đầu này có sức quyến rũ thiệt đó. Thật ra người đại dương muốn tìm kiếm chính là Tấn Công. Tấn Công nương tử. Nương tử. Ê, cái gì? Người mà ta muốn tìm chính là nữ tử của hắn. Tiểu Điệp. Tấn Công. Tiểu Điệp, tại sao bà bỗng dưng xuất hiện ở đây vậy? Làm sao không hy vọng tôi xuất hiện ở đây hả? Tôn Võ không phải là ý này. Ờ, nếu như tôi không tới tìm ông thì ông không bao giờ tìm tôi đó phải không? Ông xem ông kìa, bây giờ ở nhà to, mặc áo lụa, to con mập mạp, còn lương tâm thì nhỏ xíu à. Hây, chắc là đã quên người vợ nguyên thủy rồi phải không? Vợ nguyên thủy không thể nào bỏ được. Tôn Võ làm sao bỏ được bà chứ? À phải, mạng đầu đâu? Mạng đầu đi bán bánh bao rồi. Ồ. Hey, nhà người kế bản dư tới đây làm gì? Bản dư còn chưa có tìm hiểu rõ câu chuyện. Công đại tẩu vừa mới tới đây, họ lâu rồi không gặp mặt. Chúng ta đứng ở đó như vậy, tôi thấy không được tiện lắm. Hơi già, nhưng mà cái chuyện của bối bối, tôi nghĩ là chuyện đó nhất định phải từ từ điều tra. Còn kêu bản dư từ từ điều tra à? Tôn Ái Khanh biết rõ là người nào mà. Lúc nãy đại dương cũng nghe lời của Tôn đại ca nói rồi. Anh ấy nói có lời khó nói, tôi nghĩ chắc là anh ta không muốn nói. Tại sao lại không nói? Không muốn nói chắc chắn là có nguyên nhân. Tôi nghĩ chắc là anh muốn giữ danh dự cho công chúa. Bởi vì chuyện này nếu người ngoài biết được sẽ bất lợi cho công chúa. Ờ. Bản dư tại sao không nghĩ tới điều đó? Chuyện đời thường ngoài dự đoán của mình mà. Tôi nghĩ là chuyện này chúng ta nên bình tĩnh chờ coi diễn biến. Đại dương, xin đại dương đặt đại cuộc lên làm đầu. Hả? Cuộc gì đây? Nước Sở đang xâm phạm, tình hình rất nguy kịch. Chúng ta nên chuẩn bị cho sớm. Nè, ông biết không? Năm nay quán ăn của chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền. Không ngờ thời cuộc càng loạn, tiền lại dễ kiếm hơn. Người lui tới nhiều, có thương nhân, có những kẻ chạy nạn, náo nhiệt ghê lắm. Ê, họ còn nhắc tới ông nữa kìa, hỏi ông bao giờ trở về. Ông có nghe tôi nói hay không? À, nghe chứ. Mấy năm ông vắng mặt, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Con heo ở nhà láng giềng đã sanh ra 12 con đó. Còn nữa, con gái của Thím Tám cũng đã lấy chồng rồi, khó coi lắm. Tiểu Điệp à, Tôn Võ có làm một việc có lỗi với bà. Đừng có nói nữa. Ông tưởng tôi cái gì cũng không biết hả? Tôi biết rõ ông giết cái thơ bỏ vợ kia là một điều bất đắc dĩ, sợ liên lụy tôi. Tiểu Điệp à, thật ra Tôn Võ đây muốn nói là Bởi vì tình hình lúc đó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng mà ông đi vắng một mình tôi đâu có ý nghĩa gì. Nhất nữ bất nhị phu mà. Ông tưởng Tiểu Điệp là qua dạng ngoài đường, ai muốn hái thì hái sao? Nhưng mà lấy ông bao nhiêu năm rồi, Tiểu Điệp tôi chỉ có một việc có lỗi với ông. Ờ, Tiểu Điệp có phải bà? Phải, cái bụng của tôi không biết điều, không có sinh cho nhà họ Tô một trai một gái. Ồ, không có sao, từ từ hả, từ từ. Ê, Tôn Võ, có đẹp hay không? Tôn đại tẩu biết mà. Mùi lòng người con gái làm chuyện như vậy thì không biết thế nào nữa. Vậy sao? Ây da, Tôn Võ kia thiệt là đáng ghét. Tại sao lại như vậy?
Không có sao đâu. Ông chủ, ông chủ, mày, mày thì đáng chết đó nha. Tôn Võ, lén lén đâu đó làm gì? Tôn Võ đâu có gì lén lút chứ. Tôn Võ không biết công chúa giá lầm không kịp nhìn đón, mong công chúa tha tội. Tôn đại ca, không cần đâu. Hơi già đó là người trong nhà rồi thì lẽ làm cái gì? Người nhà. Công chúa đã nói hết cho tôi nghe rồi. Đúng rồi. Nương tử, là lỗi của Tôn Võ. Đương nhiên có lỗi. Xưa nay em không bao giờ tốt với tôi như vậy, còn tỉ mỉ đối với công chúa. Phải rồi, Tôn đại ca rất tốt với muội. Tôi đưa muội ra ngoài còn mua đồ chơi và mua kẹo cho muội ăn nữa. Bây giờ tôi đâu có biết ông ta thương con nít tới vậy. Thì ra là các người nói cái chuyện ngày xưa, ngày xưa của công chúa đó hả? Vậy hai người còn có chuyện khác để nói nữa sao? Đương nhiên không có. Thật ra Tôn đại ca có nhiều điều không thể nói được giữa muội và đại ca. Gần đây ta và công chúa hai người. Ông chủ à, gần đây hai người làm gì vậy? Mắc dịch. Gần đây ta và công chúa chúng tôi nghiên cứu binh pháp. Binh pháp? Là mang mấy mảnh đó ra đi gạt người ta nữa hả? Dạ công chúa à, công chúa ăn học có buồn bực hay không? Không bực, học chung với Tôn đại ca vui vẻ lắm. Đương nhiên, công chúa băng tuyết thông minh, thái độ học tập rất là khá, lãnh hội rất cao. Công chúa à, những binh pháp dạy cho công chúa đã hiểu hết chi vậy? Binh pháp? Không hiểu hả, tôi biết rồi nhưng mà không sao. Tôn Võ bây giờ rảnh rỗi, tôi thì ôn lại một lần cho công chúa nha. Công chúa mời. Tôn Võ, đứng đó. Hôm nay công chúa sẽ ăn cơm tại nhà chúng ta. Công chúa là quý nhân mà sao lại ăn cơm chúng ta chứ? Công chúa mời. Tôn đại tẩu, giờ hôm nữa sẽ tới thăm riêng. Công chúa mạnh giỏi. Công chúa mời. Ê, ngươi không cần phải đi theo. Ông chủ à, tôi cũng muốn học binh pháp. Ngươi không có đầu óc làm sao học đi? À, để tôi đi kiếm đầu óc về. Ê, tôi mà tới rồi mà. Ông chủ. Tôn đại ca, còn lời gì để nói? Công chúa, làm ơn ta cho Tôn Võ đi. Muốn ta tha bằng cách nào đây? Tiểu điệp, phu nhân của ta. Con người Tôn đại tẩu được lắm. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt đã sống chung với nhau hòa thuận lắm rồi. Công chúa, ta không làm khó dễ huynh đâu. Ta đã nghĩ rồi, vì để huynh trả lời cho tiểu điệp. Ta quyết định chỉ làm lớn ta làm bé. Như vậy cũng có được đâu công chúa. Tại sao lại không được? Phu dương cũng có thể có tam thê tứ thiếp và có rất nhiều băng phi. Còn huynh chỉ có tiểu điệp và ta thôi. Đại dương là đại dương, Tôn Võ đâu có giống chứ. Đừng có nói nhiều nữa, ta đã quyết định rồi, ba người mãi mãi không chia cách. Công chúa đừng nói nữa, Tôn Võ. Tôn Võ xin cáo từ. Ta không ra gì cả, Thúc Thúc mới ngon lành. Thúc Thúc là đại tướng quân cầm binh đánh giặc. Đây là gì vậy hả? Ngố tới tư. Chú ấy đánh giặc rất giỏi, kiếm thuật lại hay. Chú ấy nó lớn con rồi sẽ dạy tôi kiếm thuật, còn dạy binh pháp nữa. Mày đưa ta đi theo có được không? Không biết Thúc Thúc có chịu không. Nhưng mà con người chú ấy tốt như vậy chắc chắn sẽ chịu. Hay quá, hay quá. Bằng Nhi. Mẹ. Qua đây. Chuyện gì hả mẹ? Khi thêm mày về, không cho chơi. Những lời con nói lúc nãy ai đã dạy cho con? Không, không ai dạy. Có phải Ngu Túc dạy hay không? Không phải. Nếu như mẹ không thích thì con không nói nữa đâu. Con đói bụng rồi phải không? Để mẹ nấu đồ cho con ăn. Được, để con phụ mẹ. Được, đi. Con hãy lấy gạo cho mẹ. Được rồi. À đúng rồi, con đi xách nước cho mẹ đi. Con lớn con phải bắt chước như Ngũ Thúc Thúc. Con người của Thúc Thúc vừa tốt, võ công lại cao cường, lại biết cầm quân đánh giặc. Mẹ đã nói rồi, phụ thân là một kiếm khách tài giỏi. Con không muốn làm kiếm khách, con muốn làm đại tướng quân. Mẹ có cái được không? Mẹ, mẹ, mẹ nghe con nói gì không? Con đi coi thử ai tới. Ừ.
Để đồ xuống đi. Dạ phu nhân. Nè, dì đã mang rất nhiều đồ tới cho chúng ta kìa. Thì ra là tướng quân phu nhân, thiệt thất lễ. Yến phu nhân, cái này là của tướng quân nhờ tôi mang tới cho phu nhân mà. Cái này là cái gì vậy? Bằng Nhi, con không được vô phép như vậy. Những đồ đó Ngũ phu nhân phải đem về. Yến phu nhân. Ngũ phu nhân, tôi có lời muốn nói với phu nhân. Cô ta thật không nhận. Phải. Bà ấy còn kêu từ nay đừng mang đồ đến cho bà nữa. Yến đệ tẩu muốn gặp huynh. Muội đã thay huynh hứa với bà ta rồi. Có thể nào giúp đỡ cho muội? Cô biết rõ là tôi không bao giờ từ chối. Muội cần lệnh bài của Ngũ tướng quân. Muội muốn rời khỏi nơi này cùng với bằng Nhi. Tại sao lại bỏ đi? Có phải ở đây không được thoải mái hay là không được cơm no áo ấm? Vậy là nguyên nhân gì? Muội muốn sống một cách bình thản chung với bằng Nhi. Cuộc sống ở đây rất bình thản, ăn mặc đều thanh đạm mà. Gia đình bình thường thì làm sao lại có đặc quan quý nhân, tướng quân tướng lãnh tới thăm viếng? Tôi không muốn bằng Nhi giống hệt như cha của nó, sống một cuộc sống không ổn định, sống những ngày tháng ở trên miệng dao. Tôi thà rằng là một người nông dân bình thường. Nói tới nói lui, muội vẫn muốn lẩn trốn huynh có phải không? Muội lo là huynh làm phiền muội chứ gì. Huynh đã thành hôn rồi mà, huynh chỉ muốn gặp mặt của muội thôi. Tại sao muội lại tuyệt tình vậy chứ? Ngay cả gặp mặt cũng không được. Vậy thì muội bắt huynh phải làm gì đây? Để bù lại lỗi lầm của huynh hả? Những việc đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Huynh không cần phải bù đắp cái gì hết. Tất cả có thể bắt đầu trở lại. Cần gì phải tự làm khó dễ chúng ta như vậy? Tất cả những việc của huynh làm chẳng qua để cho huynh thoải mái một chút. Huynh có nghĩ tới muội hay không? Có nghĩ tới bạn Nhi hay không? Muội năn nỉ huynh, hãy giúp đỡ giùm cho muội. Từ nay muội sẽ không năn nỉ nữa đâu. Mẹ à, chúng ta đi đâu đây? Chúng ta phải đi một nơi rất là xa. Minh Châu! Minh Châu! Ngồi tấp tấp, ngồi tấp tấp! Bằng Nhi ngoan, con xuống tàu trước đi. Mẹ sẽ đi theo ngay. Ngũ tướng quân tiễn chân. Minh Châu, ta sai hai người tùy tùng đi theo muội. Muội đi tới một nơi mới, nhất định phải cần người giúp đỡ. Cảm ơn Ngũ tướng quân quan tâm. Muội là một dân phụ, không thể nào sai khiến người khác. Lòng tốt của Ngũ tướng quân, dân phụ xin cảm ơn. Xin chào. Minh Châu, muội đi thật sao? Này nhất định sẽ đợi muội trở về. Lần này chinh sở đại quân chia ra làm bốn cánh. Trước tiên là xuất phát từ Trung Ly, tới Chuẩn Nạp chia làm bốn đội. Đội thứ nhất tấn công Bá Cử, đội thứ hai tấn công Trực Diên, đội thứ ba tấn công Minh Nhạc, đội thứ tư. Đại Dương. Ngũ tướng quân nói xong rồi à? Nói xong thì tốt rồi, Tôn Võ xin cáo từ trước. Nói xong rồi hay là chưa xong cũng đâu có gì khác biệt. Tóm lại Đại Dương và Tôn đại ca đâu có nghe được chuyện gì. Bây giờ đại biệt trước mắt, nếu như chúng ta không trên dưới một lòng thì hậu quả thế nào mọi người chắc hiểu rõ chứ. Cái gì cũng bối bối, ngày nào cũng chưa dứt khoát thì bản dương ngày đó chưa có được yên tâm. Việc của đại ca, huynh cũng vì chuyện đó hả? Ta... Đương nhiên rồi,
Bối bối từ nhỏ rất thân với Tôn Ái Khanh. Ông ta không bằng tâm được sao? Hiền đệ, Tôn Võ có lỗi với hiền đệ. Này, thôi đi, thôi đi. Đối với cái việc quân sự tấn công vào Sở Quốc, ta nghĩ thôi để một mình Ngũ tướng quân xử lý là được rồi. Bản Dương và Tôn Khanh e rằng nếu như đại dương bận việc, Tử Tư xin gánh vác trọng trách này. Nhờ Tôn Bái Khanh à, hai ngày qua có gặp bối bối hay không? Không gặp. Không biết tại sao từ sáng sớm đã không gặp cô ta, cho tới khi hoàng hôn mới về nhà. Ái Khanh có biết chuyện gì hay không? Tôn Võ không biết. Thật sự không biết à? Thật làm cho bản Dương phải bận tâm. Tôn Võ, ông về thiệt là đúng lúc. Hãy xem ai đã tới. Tôn đại ca. Ây da, thiệt là tức chết đi. Tiểu điệp tôi tuy rằng công sắc nước hương trời, cũng không phải là mẫu người con gái phàm tục. Không biết tại sao ngày xưa tôi lại thương ông ta như vậy nữa. Thiệt là hết nói mà. Ây da, thiệt. Ấy, còn đứng chết đang làm gì nữa? Tới đây xem. Nè, đây là của bố bối thiêu. Tôi nói là của bố bối thiêu. Tiểu điệp thì to ghèn, đừng có gọi công chúa là bối bối chứ. Đâu có sao đâu. Muội và tỷ tỷ đã kết nghĩa kim lan, gọi nhau bằng tỷ muội. Phải rồi, hãy xem đi, còn chưa trả lời câu hỏi của tôi có đẹp hay không. Bà còn dịch rừng đẹp ở chỗ nào đây chứ? Cái này đâu phải là dịch rừng, ông thiệt là vô tri. Đây là Quyên Ương đó. Quyên Ương xưa nay là từng đôi từng cặp. Tại sao lại có ba con vậy chứ? Bố bối à, tại sao lại có ba con như vậy chứ? Ba con cũng tốt vậy. Phải, tốt lại có chỗ mà đặt xa cũng không có coi. Hòa thuận với nhau không gây gỗ là được rồi. Tiểu điệp, tỷ tỷ đồng ý hả? Tôi đương nhiên đồng ý rồi, không có lý do gì phản đối. Tiểu điệp à, Tôn đại ca nói sao? Tôn Võ có việc, ta vào thư phòng trước. Ê, ông vô đây. Đêm nay bố bối ở tại chỗ này, ông ngủ phòng khách đi. Tiểu điệp à, bà thiệt là... Bố bối, em xem ba con dịch rừng này. Tỷ tỷ, đây là Quyên Ương chứ không phải là dịch rừng. Ba con dịch rừng này thật sự là Quyên Ương. Ba con Quyên Ương rất ít khi gặp. Miếng lũa lớn như vậy tôi nghĩ là tiêu 10 con hay 8 con cũng không thành vấn đề. Nếu mà nhờ thêm nữa không có chỗ để di động. Phải. Ba con tốt nhất. Tôn đại ca, tại sao lại nhìn trộm ở bên ngoài? Ê, không phải em nói là có chuyện hay sao? Lúc nãy bà nói là công chúa đêm nay sẽ lại chỗ này. Ta nghĩ có nên nấu nồi canh tiếp đãi công chúa hay không? Phải, có nồi canh rồi. Thôi nấu canh dịch đi. Canh dịch chừng hả? Canh dịch chừng hả? Sao sớm như vậy? Sớm cái gì? Bố bố đã về Dương phủ rồi. Tiểu điệp à, tiểu điệp. Có gì đó mau đi. Đêm qua bà và công chúa... Muốn biết chúng tôi nói gì phải không? Đêm qua Tông Võ nghe được hai người cười nói vui vẻ. Tại sao vui vẻ vậy? Rất là vui vẻ. Nhưng mà không muốn nói cho ông biết đâu. Được rồi, điểm tâm đã lo xong, ông ăn đi.
Muội biết huynh đã tới rồi. Công chúa, muội biết huynh nhất định sẽ tới đây. Sao hả, suy nghĩ xong chưa? Suy nghĩ cái gì? Không phải tôi nói cho muội biết huynh đã suy nghĩ rõ ràng thành hôn với muội hay sao? Công chúa, đừng có nói lớn tiếng như vậy. Yên tâm đi, ở đây không có ai đâu. Công chúa, xin để tha cho Tôn Võ. Tôn Võ, muội năn nỉ huynh hãy cưới muội đi. Không được đâu. Tại sao vậy? Tiểu điệp là con người hiền thục, lại biết điều, chắc chắn sẽ không phản đối việc muội vào nhà. Ta phản đối? Tại sao vậy? Huynh muốn không chịu trách nhiệm? Không phải đâu công chúa. Muội biết rồi, huynh không dám nói với tiểu điệp. Để muội nói cho, muội sẽ nói với tiểu điệp trước. Không được. Vậy huynh nói. Không được. Vậy muội nói. Không được. Vậy muội mình không được, nói không được, không được, không được. Năn nỉ muội đừng buộc huynh nữa công chúa. Không phải là muội buộc huynh, mà là huynh buộc muội. Huynh không dám nói, cho nên muội phải nói một mình. Đàn bà con gái mà không sợ, nằm từ hán này trượng phu, huynh sợ cái gì chứ? Huynh đã dặn muội, cái chuyện gì mình làm mình phải chịu trách nhiệm mà. Muội đây đã dám chịu trách nhiệm, tại sao huynh không dám? Tôn Võ không phải là không chịu trách nhiệm. Muội không biết, ngày mai cho huynh một ngày. Nếu cho huynh không nói, thì muội sẽ nói một mình. Công chúa. Chết cha rồi. Tử Tư hiền đệ, đại ca đã gặp phải đại nạn. Vì muốn giữ tánh mạng, không thể không bỏ đi, không thể không chỉ để bàn việc đại sự. Đó là nỗi ân hận suốt đời. Hôm nay để lại sách lược công sở, hy vọng có thể giúp ích cho đệ. Cái việc điều bình khiển tướng cần phải hợp thiên mạng, đạo lý. Cái nạn kiêu binh mà đại ca nói tới, đó là căn bản của binh pháp. Sách có cầu, nạn kiêu binh là để cho quân lực của đối phương tự mình lơ là đề phòng. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội lợi dụng dùng ít thắng nhiều, dùng yếu thắng mạnh. Mong là hiền đệ phải ghi nhớ kỹ những lời nói này của đại ca. Tại sao mà tới đây vậy? Tại sao mà hồi hộp quá vậy? Ông viết cái gì đó? Không có gì. Đừng có gạt tôi nữa. Nhìn sắc mặt của ông tôi biết rõ chắc chắn có chuyện xảy ra. Đã nói là không có gì là không có gì mà. Mà đừng có nhiều chuyện nữa. Hãy nhìn cặp mắt của tôi. Nhìn tôi đây. Hãy nhìn thẳng đây. Nhìn thẳng vào cặp mắt của tôi. Có phải ông muốn đi nữa hay không? Tôi nói cho ông biết, lần này ông kêu tôi đi, tôi cũng không có đi nữa. Tôi không muốn sống như ngày cô đơn lẻ loi một mình nữa, ông biết không? Hứa cho tôi đi. Nhất định là không cho tôi đi. Hứa với tôi, đừng để tôi đi. Hứa với tôi, đừng để cho tôi đi. Nhất định đừng để cho tôi đi. Vậy được rồi, ông làm việc đi. Tôn Võ quyết định một mình bỏ ra đi, không thể cùng với bà tổ cái hẹn trăm năm. Hy vọng bà thông cảm và tự mình lo cho mình. Phu quân của bà Tôn Võ chi bút. Kêu bà đi đâu? Tôn Võ sẽ đi một mình. Xin ngài dừng bước, cửa thành chưa mở, ông đợi chút đi nha. Ta là Tôn Võ, ta phải xuất thành có việc. Ồ, hóa ra là Tôn đại nhân. Hãy mở to cửa thành. Tôn đại nhân. Cảm ơn nhiều. Nè Tôn đại nhân, có cần tôi cho người hộ tống không hả? Không cần đâu. Tôn đại nhân, có cần tôi kiếm một con ngựa để mà tiễn chân đại nhân không? Tôi khỏi cần, không cần đâu. Vậy thì mời Tôn đại nhân, mời. Cảm ơn nhiều. Đại ca, huynh định bỏ tất cả mọi việc ra đi như vậy hay sao? Hiền đệ không có biết đâu, lần này Tôn Võ không đi thì không được. Huynh không cần phải nói nhiều, theo đệ về nói rõ với đại dương đi.
không thể nói rõ với đại dương. Nói rõ với đại dương sẽ giết chết ta. Nhưng nếu như huynh không trở về nói rõ với đại dương thì đại dương sẽ giết chết đệ. Hiền đệ. Đại dương à, nhất định kiếm tôn giỏi về cho tôi đi. Được rồi, nhất định, nhất định mà. Phụ vương, cha hãy giúp con tìm tôn đại ca về đây đi. Con làm gì nữa đây? Đại dương, tôi năn nỉ ông mà. Được rồi, được rồi. À, tôn giỏi về rồi kìa. Tôn giỏi của người không có lương tâm, bọn định bỏ tôi nữa hay sao? Thì là cái đồ không lương tâm mà. Tiểu điệp tiểu tỷ, đừng có trách tôn đại ca nữa. Tất cả là vì muội thôi. Nha, ăn thua gì tới con? Không liên quan tới công chúa, tất cả là tại tôn giỏi. Đại dương có trách thì trách tôn giỏi đi. Trách khanh? Tại sao là trách khanh? Đại dương muốn trách tôn đại ca thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ thì không được. Chúng ta sắp sửa đánh sở quốc, không thể nào thiếu tôn đại ca đâu. Đúng vậy đại dương, tôi cũng không thể không có ông ta được. Con cũng vậy. Phụ dương đã bị con làm cho hồ đồ rồi. Các người được khóc nữa có được không? Thôi đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đừng khóc nữa, đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa. Đại dương, Tôn Võ đáng chết. Tôn Võ đã làm hoàng ổ sự trồng trắng của công chúa. Kẻ vụ bạc tấm lòng của công chúa chính là Tôn Võ. Tôn Võ có lỗi với nương tử, có lỗi với công chúa, có lỗi với đại dương, có lỗi với hiền đệ. Xin để bàn chết cho Tôn Võ. Thật là vô lý. Tôn Võ thật là to gan. Bản như khuyên nhà người dạy dỗ công chúa, nhà người lại làm cái chuyện như vậy. Đại ca, tại sao mình lại làm chuyện như vậy hả? Tội của Tôn Võ không thể tha, mong đại dương ban cho tội chết. Được. Bấy đâu? Phụ vương. Phụ vương đừng có giết tôn đại ca. Phụ vương giết tôn đại ca, bố bố cũng không muốn sống nữa đâu. Đại dương, hãy ta bảo cho tướng công của tôi đi. Đại dương, tôn đại ca tội không thể tha. Nhưng bây giờ chúng ta đang cần người. Xin đại dương cho tôn ca đói công chuộc tội. Các người không cần năn nỉ giùm tôn võ nữa. Mong đại dương khoan hồng. Phụ vương, đừng có giết chết tôn đại ca. Đại dương, tướng công tôi nhất thời hồ đồ, ông ấy làm chuyện gì cũng không có biết đâu. Các người đều không cho ta giết hắn. Các người nói đi, ta phải xử lý thế nào? Đại dương, xin hãy bàn chết cho thần. Phụ vương, đừng có giết chết tôn đại ca. Đừng giết tôn đại ca. Chứ làm vậy cũng không được. Vậy làm gì bây giờ? Không lẽ chuyện này bỏ qua hay là sao? Cái chuyện này nếu mà làm tràn ra ngoài, như vậy sẽ bại hoại danh dự của Ngô quốc ta. Chư hầu nhất định sẽ khinh thường Ngô quốc. Ngay cả chỗ đứng chân cũng không có. Đừng có nói là làm bá chủ. Đại dương, nếu như có phương pháp có thể giữ được mạng của Tôn đại ca và không làm tổn hại tới Ngô quốc, không biết đại dương có bằng lòng không? Có biện pháp tốt. Vậy Ngô khanh già hãy nói đi. Tức là đem công chúa gả cho Tôn đại ca. Không được. Không được. Tại sao lại không được? Đó cũng là biện pháp duy nhất. Không thể được, Tôn Võ đã có gia tấn rồi. Công chúa làm sao mà có thể gả cho hắn? Như vậy ra thể thống gì? Còn phụ vương thì sao? Phụ vương có tâm thề tứ thiếp. Còn phụ vương thì khác. Phụ vương đã nói rõ với các vương phi hết rồi mà. Nói vậy có nghĩa là nếu Tôn đại tẩu đồng ý thì đại dương nhất định sẽ đồng ý phải không? Đương nhiên. Chỉ cần có thể giảng hồi được tánh mạng tướng công là có thể giữ được thanh danh của Trương Thất. Tôi còn có thêm được một em gái. Tỷ điệp tại sao lại không đồng ý chứ? Vậy thì tất cả mọi chuyện đã được giải quyết. Chúng ta hãy chọn ngày lành tháng tốt để cho đại ca và công chúa thành hôn với nhau đi. Được rồi, được rồi. Chuyện này quyết định như vậy đi. Đa tạ phụ vương. Đại ca, con không chịu đứng lên. Hiền đệ, quỳ lâu quá cái chân tệ hết trơn rồi. Làm ơn dìu đại ca đứng lên đi hả? Đa tạ đại dương. Cùng đại dương cái gì? Đa tạ phụ dương. Đa tạ nhạc dương. Đôi chân của bạn đầu đã quỳ tê luôn rồi, lại không có người dìu. Minh đại ca, tới giờ tôi giùm đi.